Chào mừng các anh chị đến với The Crypto Views Các anh chị thân mến, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị cách chúng ta kiểm tra một cái địa chỉ ví của một cái dự án bất kỳ trên nền tảng của Binance hoặc là Ethereum Thì ngày hôm nay tôi xin lấy một ví dụ đó chính là chúng ta sẽ lấy cái dự án là Diamond Boy Coin và chúng ta sẽ mượn câu chuyện của anh Khoa Bết à, anh có nêu ở trên video của anh ở đây liên quan tới việc giữa anh với anh Johnny Đặng thì ở đây anh ta có đưa ra 6 cái địa chỉ ví ở đây để cho cộng đồng mạng kiểm tra thì tôi sẽ dùng 6 cái ví này để tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách chúng ta kiểm tra cái địa chỉ ví và xem các cái diễn biến trong ví đó liên quan tới token Diamond Boy Coin để cho các anh chị có thêm một trường hợp để chúng ta thực hành và anh chị sẽ áp dụng nó sau này để theo dõi các cái địa chỉ ví của các cá voi cũng như là theo dõi các cái địa chỉ ví bất thường trong một cái dự án bất kỳ thì tôi xin lưu ý là cái video này nhằm mục đích là chia sẻ các anh chị cách chúng ta kiểm tra địa chỉ ví để chúng ta có thêm bài học chứ không nhằm mục đích là đánh giá thông tin hay là diễn biến liên quan tới cái câu chuyện giữa anh khoa bớt với lại anh johnny đặng Chính vì vậy thì các anh chị chúng ta xem cái video này với một cái tâm thế là phân tích theo nền tảng blockchain và hợp đồng smart contract chứ chúng ta không có đánh giá ai đúng ai sai trong cái câu chuyện này ha. Rồi bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu với file Excel. Trong đó thì có 6 cái địa chỉ ví mà anh Khoa Bết đã liệt kê ra đây thì đầu tiên đó là để kiểm tra diễn biến của một cái ví đó thì của một cái dự án thì đầu tiên các anh chị vào cái dự án ở đây cái dự án nó có tên là đây mình bôi khôi ký hiệu của nó là dbz các anh chị vào khôi market cáp chúng ta gõ cái từ khóa này vào thì các anh chị sẽ bấm vào cái chỗ contract nè các anh chị sẽ bấm vào đây thì các anh chị sẽ thấy là đồng token này nó phát hành ra là 1 tỷ cái đồng token là BDZ và hiện tại có hơn 20.408 vị phí đang hôn cái đồng token này à, đang hôn hoặc là đã từng hôn cái đồng token này và anh chị có thể à, lướt qua xem các cái à, thông tin mà nó có thể hiện anh trên đây ví dụ như transfer holder info hay là dead trade contract rồi analytic hoặc là comments vân vân thì à, để không mất thời gian các anh chị thì tôi sẽ đi thẳng vào trong vấn đề là tôi sẽ kiểm tra các cái địa chỉ ví xem coi những gì anh khoa bớt ảnh chia sẻ trên đó có khớp với những gì diễn biến trong ví này hay không thì đầu tiên đó là anh ta có chia sẻ đó là anh có mua của anh Johnny Đặng với số đồng khôi là khoảng 10 triệu cái đồng khôi và 10 triệu cái đồng khôi này thì chúng ta sẽ dùng cái ví đầu tiên để chúng ta kiểm tra thì các anh chị copy cái địa chỉ ví và các anh chị vào trong phần là BC scan nè Các anh chị có đến cái phần search token này anh chị sẽ back cái địa chỉ ví ra và anh chị enter Thì trong cái địa chỉ ví này nó có hai mục cho các anh chị xem Đầu tiên là cái mục chính ở đây thì nó thể hiện là cái đồng BNB Hiện tại là số dư của BNB là 0,045 Nó tương ứng với khoảng 28 đô thì các anh chị nhìn chỗ cái transaction đây là những cái gì nó liên quan tới cái đồng BNB thì nó đã thể hiện ở đây. Đó thì các anh chị có thể nhìn vào trong cái diễn biến của cái đồng BNB nó nằm ở chỗ này. Rồi còn mà anh chị muốn biết những gì liên quan tới cái đồng là Diamond Boycoin đó thì anh chị sẽ bấm vô trong một mũi tên, anh chị sẽ thấy cái chữ Diamond ở đây nè. Các anh chị sẽ bấm vào. Các anh chị bấm vào thì anh chị kéo xuống đây chỗ cái mục transaction thì các anh chị sẽ nhìn thấy ở đây là nó có là hai trang thì anh chị sẽ bấm vô cái chữ last là cái trang cuối cùng nè các anh chị sẽ nhìn thấy đó là ngày 26 tháng 6 năm 2021 thì cái ví này là của anh Khoa Bết ảnh có nhận được là 60.000 đồng DBZ ha đồng Diamond Boy Coin rồi thì 60.000 này thì theo phỏng đoán của 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 tôi thì có thể là lúc đầu ha thì các anh em gặp nhau sau đó thì có bàn tới cái dự án này và có thể là đây là cái phần các cái đồng khôi mà của team dead của anh Johnny Đặng chuyển làm quà cho anh khoa bớt là 60.000 nè rồi sau đó thì có cái diễn biến là anh khoa bớt anh nói là anh có đầu tư vào 100.000 đô để anh mua khoảng 10 triệu cái đồng token thì các anh chị có thể nhìn vào đây ha khoảng 97 ngày trước là ngày 26 tháng 8 nè, ngày 26 tháng 8. Thì chúng ta thấy là có 2 4 5 cái giao dịch chuyển cái token từ cái ví là của deployer là cái ví của dự án ha. Chuyển sang cái ví của anh khoa bớt là cái ví có cái số đuôi là EC99 ha các anh chị Tất cả này đều cùng một cái địa chỉ ví Thì anh chị xem coi là EC99 có đúng không ha Đợi chính xác là EC99 nè Thì tôi đã ghi sẵn ở đây Anh chị có thể cộng lại tất cả năm cái giao dịch này là gồm có là 1 triệu với 4 triệu là 5 triệu Với 5 triệu là 10 triệu nè Sau đó chúng ta có 10.000 này là chuyển nháp Coi là có đúng cái ví không nè rồi 100 này in và 100 này out thì chúng ta sẽ không không tính ha coi như các anh chị tính chẳng đó là 10 triệu cái đồng coi thì như vậy thì tôi sẽ lập ra một cái file Excel thì ngày đầu tiên là 60.000 này coi như là cho tặng đi chúng ta không tính ha rồi 10.000 này chúng ta cũng không tính thì chúng ta tính chẳng là 10 triệu cái đồng khôi thì chính xác là cái địa chỉ ví là cái dự án này chuyển qua thì anh chị có thể xem đó chính là cái địa chỉ ví nó có ký hiệu là D1FF ha. Là D1FF đã chuyển qua đây tổng cộng là 10 triệu đồng mà token. Rồi, anh chị có một cái dự kiện đầu tiên, chúng ta sẽ giải quyết là coi có đúng là anh này ảnh mua 10 triệu hay không thì là chính xác ảnh mua 10 triệu từ cái địa chỉ ví này chuyển sang. Rồi, cái câu hỏi thứ hai đặt ra đó thì khi mà anh nhận được 10 triệu đồng token này thì ảnh lưu trữ như thế nào? ảnh có lưu trữ một cái địa chỉ ví hay là ảnh lưu trữ nhiều cái địa chỉ ví thì anh chị thấy nè sau khi ảnh nhận được 10 triệu cái đồng token thì ở đây anh chị nhìn thấy cái method là cái hội giao dịch đó là transfer có nghĩa là chuyển từ ví này sang ví khác là một cái giao dịch từ ông A chuyển sang cho ông B cho nên là trong đây mà khi anh ta đã có được 10 triệu cái đồng token này thì anh ấy có chuyển tới một địa chỉ ví có cái đuôi là 22FB7 là 2,7 triệu. Thì chúng ta kiểm tra xem 2FB7 là nó là cái chỉ ví số 2 này đây. Chỉ ví số 2 này đã nhận vào là 2,7 triệu cái đồng token. Thì ở đây tôi có để ở phía dưới ha, ngày 19 tháng 9 là anh ta chuyển đi 2,7 triệu nè, sang một cái địa chỉ ví thứ hai là địa chỉ ví này. Rồi, Tiếp đó thì anh chị về lại cái trang số 1, anh chị kéo xuống dưới cùng, các anh chị thấy ha, là cũng là ngày 19 tháng 9, anh ấy chuyển đi tới một cái địa chỉ ví có mã số đuôi là C7F4 là 3,5 triệu. Thì C7F4 ha, anh chị kiểm tra nó chính là cái địa chỉ ví số 3 của anh Khoa Bớt nè, thì anh ta tiếp tục nhận lần thứ hai ha, là cũng là 19 tháng 9. À, anh ta tiếp tục nhờ, chuyển đi cái địa chỉ ví thứ hai của mình là 3,5 triệu. Rồi sau đó thì à, anh ta có là swap token là có 92 cái đồng token hay là 1 1.000 thì cái này ít chúng ta không đáng kể chúng ta không tính ha. Rồi các anh chị thấy cũng trong cái ngày à, 3 tháng 10 thì anh ta lại chuyển đi 3,8 triệu. Như vậy là chúng ta khoan hãy tính ngày 3 tháng 10 chúng ta tính lại trước cái ngày đó là ngày trong cái tháng 9 là ngày 19 tháng 9 thì anh chị sẽ đúc ra một cái kết luận này gì anh ta có 10 triệu cái đồng thu cần này anh ta đã phân bổ ra làm ba cái ví cái ví thứ nhất là anh ta giữ 10 triệu sau đó anh ta chuyển đi cho hai cái ví là ví số 2 là 2,7 triệu và ví số 3 anh ta chuyển đi 3,5 triệu thì ở đây tôi sẽ làm cái bài toán nè anh ta có 2,7 nè anh ta chuyển đi cái ví số 2 là 3,5 nè thì như vậy các anh chị sẽ làm cái bài toán xem là chúng ta sẽ lấy 10 triệu này. Chúng ta sẽ trừ đi cho cái ví mà anh ta chuyển đi 2,7 và trừ đi cái ví chuyển đi 3,5. Thì anh ta còn lại trong cái ví số 1 này á, là anh ta còn lại là khoảng 3,6 triệu thu canh. Rồi tổng ba cái ví này anh ta đang giữ là 10 triệu. Diễn biến uh, tiếp theo là anh Farber nói là anh Johnny Đặng uh, là đến ha uh, để yêu cầu anh Farber chuyển lại cái 10 triệu này cho anh ta để làm thủ tục ABC gì đó. Thì uh, các anh chị sẽ thấy có cái diễn biến tiếp theo. Ngày 3 tháng 10, anh ta chuyển tới cái địa chỉ ví có cái số đuôi là F4CFA là 3,8 triệu cái đồng thu cành thì anh chị sẽ xem coi là F4C, FA là địa chỉ ví nào có phải là một trong sáu cái địa chỉ ví của anh khoa bớt hay không. Thì ở đây nó không phải ha anh chị ha. Nó là một cái địa chỉ ví này là của anh anh theo khoa bớt thì nó của anh Johnny Đặng ha thì chúng ta tạm thời chúng ta hiểu nó là của của một cái cái bên anh Johnny Đặng đi thì à, chuyển sang là 3,8 triệu từ cái ví số 1 của anh khoa bớt ha là cái giao dịch thứ nhất là ok nè. Rồi, như vậy thì các anh chị thấy cái ví số 1 là à, đang giữ 3,6 cộng với trước kia các thứ thì đã chuyển đi 3,8 rồi. Thì à, hai cái ví còn lại có chuyển đi hay không thì chúng ta sẽ kiểm tra hai cái ví còn lại. Các anh chị sẽ tôi sẽ copy thêm một cái link nữa. Chúng ta sẽ kiểm tra hai cái ví còn lại xem coi là anh chị copy thêm một cái tab nữa để chúng ta dễ chúng ta kiểm tra. Rồi anh chị copy cái ví địa chỉ ví số 2. Chúng ta vào chúng ta quét cái token này ra. Địa chỉ ví này ra. Rồi các anh chị sẽ bấm vào đây, các anh chị chọn chỗ diamond boy Coin nè. Thì ở đây các anh chị sẽ thấy tất cả các cái lịch sử ha, cái ví này nó không có mua bán nó chỉ có chuyển qua lại thôi. Thì ở đây là các anh chị thấy là ngày 19 tháng 9 nè, từ cái ví thứ nhất của anh Khoa Bớt chuyển sang cái ví thứ hai là 2,7 triệu nè. Rồi Trước đó thì anh ta chuyển trước 100 để test phí coi có đúng địa chỉ hay không. Thường là chúng ta không chuyển một lần mà chúng ta phải test phí trước các anh chị ha. Rồi sau đó thì các anh chị thấy nè, ngày 3 tháng 10 nè, từ cái địa chỉ ví này out có nghĩa là chuyển đi nè, chuyển đi tới cái địa chỉ ví là 46e1 ha là 2,795. Rồi 46e1 là cái địa chỉ ví này. Cái số là 2,795 ha là hai cái số lượng token rồi bây giờ chúng ta kiểm tra xem cái ví số 3 có chuyển đi hay không bởi vì cái quý số 3 là đang giữ tới 3,8 triệu trong token mà rồi anh chị sẽ vào đây anh chị kiểm tra cái ví số 3 coi có đúng là ngày 3 tháng 10 anh ta chuyển đi hay không anh chị bấm vô chỗ Diamond Boy Coi các anh chị sẽ thấy là ngày 19 là anh ta có nhận vào là 3,5 triệu nè rồi sau đó thì ngày 3 tháng 10 là anh ta có chuyển đi là cho cái địa chỉ ví là E076 là 3556 ha. Là anh chị sẽ vào đây copy cái địa chỉ ví này ra và chuyển cái số token là 3556 này đây. Như vậy là cộng lại để anh chị thấy um, anh Khoa Bết đã dùng ba cái ví chuyển đi cho ba cái địa chỉ ví của anh Johnny Đặng theo những lời anh ấy kể ha thì nó tổng cái khối lượng token nó là 10 triệu 177 thì cái phần 177 này thì các anh chị có thể dễ hiểu là đã bao gồm luôn cái phần token mà trước đó anh đã có trong ví ha thì như vậy là chúng ta kết thúc được một cái ý thứ nhất có nghĩa là chính xác là anh khoa bếp đã đầu tiên là anh ta anh ta có mua vào là 10 triệu cái đồng token sau đó thì anh ta có chuyển đi tới hai cái ví khác là tổng ba cái ví anh ta lưu trữ. Sau đó thì anh ta dùng ba cái ví này để chuyển lại cho ba cái địa chỉ này là 10 triệu cái đồng thúc canh. Là đúng như những gì anh ta nói là anh ta có mua và anh ta có chuyển đi. Rồi cái câu chuyện thứ hai tiếp theo là chúng ta làm rõ coi là anh ấy có nhận lại cái đồng xuất cành của anh Johnny đặng gửi lại hay không và nếu nhận thì nhận bao nhiêu và nhận từ khi nào. Thì chúng ta sẽ kiểm tra quay lại cái ví đầu tiên chúng ta kiểm tra. Thì anh chị đến cái ví đầu tiên nó là cái ví có đuôi này là CEC99 ha. Thì lúc nãy chúng ta đã phân tích tới cái giai đoạn là anh ấy đã chuyển đi 3,8 triệu cho anh Johnny đặng rồi thì diễn biến tiếp theo thì anh chị thấy là trong cái ví của anh ta có hai cái giao dịch swap mua token thì nó diễn ra cùng ngày luôn cùng ngày đó chính là ngày 3 tháng 10 là anh ta có dùng hai giao dịch thì anh ta đã mua vô với cái số 240.000 đồng token này và ở đây có 3.001 thì đây là giao dịch anh ta mua cá nhân thôi nha các anh chị anh chị có thể kiểm tra như thế này anh chị bấm chuột phải nè anh chị open link nè thì nó sẽ ra cho các anh chị chi tiết cái giao dịch này là anh Khoa Bớt dùng cái đồng BNB với số lượng là 65 BNB, anh ta mua vào là 240.797 cái đồng token là DBZ và cái ngày anh ta thực hiện là nó thể hiện ở đây là ngày 3 tháng 10 năm 2021 và các anh chị hoàn toàn có thể kiểm tra được cái giá của lúc này anh ta mua bao nhiêu. Ví dụ để kiểm tra giá thì anh chị sẽ gà in ở đây. Anh chị thấy cái ngày anh ta mua là ngày 3 tháng 10. Thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng chỗ này. Đây là ngày 3 tháng 10 ở đây. Thì cái giá ngày 3 tháng 10 nó rơi vào tầm khoảng là 0.11 đô. Cho nên là anh ta mua tới mấy chục đây. Anh ta mua tới 65 cái BNB ha. Mà nó chỉ được có 240.000 cái token thôi. Rồi, đây là giao dịch của anh ta mua vào thì chúng ta sẽ không xem xét cái giao dịch này mà chúng ta sẽ xem xét tới cái giao dịch tiếp theo là ngày 4 tháng 10, anh ta có nhận vào từ một cái ví là có cái số đuôi là 5D447. Anh ta chuyển vào là 10.000 nè, sau đó tiếp tới là 500.000 nè. Là sau đó tiếp tới là 3,2 triệu thì anh chị có thể cộng cái này lại ha thì nó rơi vào tầm khoảng ở đây tôi có cộng nè thì các anh chị thấy á rồi ở đây tôi có cộng nè các anh chị thấy nè cái giao dịch đầu tiên á, là chúng ta có là 3,2 triệu chúng ta cộng tiếp cho à, 500 ngàn ở đây chúng ta sẽ đánh vào là 500 ngàn rồi chúng ta cộng tiếp là 10 ngàn thì như vậy thì anh Khoa Bết có nhận được là 3,3 triệu 750 ngàn cái đồng thuốc cần Là vào ngày 4 tháng 10 Có nghĩa là ngày 3 tháng 10 anh ta chuyển đi Thì ngày 4 tháng 10 ha anh ta nhận lại được số lượng thuốc cần Mà được trả cho anh ta là 3 triệu 750 ngàn cái đồng thuốc cần Rồi sau đó anh ta đã làm một cái động tác gì tiếp theo Các anh chị nhìn thấy nè là cùng ngày đó luôn là ngày 5 tháng 10 anh ta có một cái giao dịch là anh ta swap là anh ta bán đi token này Anh ta có làm một cái giao dịch swap là anh ta dùng 3 triệu 680 Anh ta bán để anh ta thu về là 681 đồng BNB Rồi cái ngày mà anh ta bán ở đây là ngày 5 tháng 10 Anh ta bán thì ngày 5 tháng 10 thì anh chị thấy với cái mức giá là anh ta bán đi vào ngày 5 tháng 10 là nó rơi vào tầm khoảng là không biết anh ta bán ở cái giai đoạn nào nhưng mà nếu ngày 5 tháng 10 thì nó rơi vào tầm khoảng là 0,07 đô trên một một thuốc kinh ha rồi sau đó thì anh chị thấy là tiếp theo thì anh ta có một cái giao dịch tiếp theo là anh ta có mua lại cái giao dịch này thì anh chị sẽ nhìn thấy là anh ta sẽ thu về được bao nhiêu anh ta thu về là 681 BNB có nghĩa là anh ta bán đi 3 triệu 680 Anh ta thu về 681 BNB Rồi Nhưng sau đó thì anh ta có một cái giao dịch là anh ta mua lại Mua lại trong ngày đó luôn Anh ta mua lúc Anh ta bán lúc 2 giờ chiều Thì anh ta mua lại lúc 10 giờ đêm Là với cái giá Cái số tiền BNB bao nhiêu Thì anh chị sẽ nhìn thấy ở đây là anh ta dùng 680 BNB để anh ta mua lại được có 2 triệu 790 có nghĩa là 2,8 triệu đi rồi anh ta bán đi khoảng 3,7 triệu anh ta dùng cái hết cái số tiền này anh ta mua về được có 2,7 thôi thì cái giao dịch bán này anh ta bán đi và anh ta mua lại là anh ta bán đi giá thấp và mua lại cái giá cao thôi các anh chị thì có thể là anh ta lỗ trong cái giao dịch này là anh ta bán 3,6 triệu nhưng mà thu về sau đó mua lại thì chỉ có 2,8 triệu thôi thì anh ta lỗ đâu đó khoảng 8 900 khoảng 800 ha khoảng 800 ngàn cái đồng DBZ rồi như vậy thì cái giao dịch này anh ta bán đi anh ta mua lại liền ha thì anh ta chưa thể nói anh ta có chút lời hay anh chị anh bán đi mua lại là tổng số BNB đó thì nó không thay đổi nó chỉ giảm cái số thôi anh ta sở hữu thôi rồi tiếp theo thì có một cái diễn biến là anh chị thấy là ngày 5 tháng 10 anh ta tiếp tục anh ta được nhận là 503.000 rồi 505.000 rồi 100.000, 1 triệu, 5 triệu thì tổng lại cái số này nè anh chị thấy nè nó chỉ rơi vào có hai cái địa chỉ ví là AEF21 nè. AF21 với lại là 1F6B cho nên là tất cả cái địa chỉ này chúng ta có thể hiểu ha là tất cả các cái đồng thúc cần những cái lần chuyển này từ cái địa chỉ ví của bên anh Johnny Đặng chuyển qua Như theo những cái lời anh khoa bớt nói ha thì ở đây chúng ta thấy là 6 triệu 6 triệu mốt nè rồi cộng với cái này khoảng một triệu nữa là đó đó 7 triệu 7 triệu cộng với trước đây anh ta nhận khoảng ba triệu mấy nữa thì anh chị có thể cộng lại ha chúng ta có 6 triệu nè chúng ta cộng với rồi chúng ta làm cái bài toán ha là chúng ta sẽ bằng rồi chúng ta sẽ bằng là 6 triệu rồi cộng với 100 ngàn rồi 650 ngàn ha cộng với 650 123 cộng với 503 ngàn rồi như vậy thì cái lần thứ hai này anh ta nhận được là 7 triệu 150 ngàn như vậy anh ta có hai lần nhận. Cái lần đầu tiên là anh ta nhận về là 3,7 triệu nè. Cái lần thứ hai anh ta nhận tiếp là 7,1 triệu. Thì tổng hai lần là anh ta nhận được 10 triệu 903 ngàn cái đồng thuốc kênh. Như vậy là chính xác là sau đó anh ta có nói là đã làm áp lực ha. Thì phía anh Johnny Đặng có gửi lại trả lại cho anh ta. Nhưng mà chia ra hai lần là các anh chị thấy cách nhau là ngày 3 tháng 10 thì anh ta chuyển đi. Rồi ngày 4 tháng 10 ha thì anh Johnny Đặng chuyển lại cho anh qua bết là 3 triệu 7 Và sau đó thì tới tiếp theo là cho mãi tới ngày 6 tháng 10 ha Thì cách thêm 2 ngày Rồi thì anh ta chuyển lại là 10 triệu là đủ nè Thế thì bây giờ chúng ta xem cái giá lúc mà anh Johnny Đặng chuyển thì nó diễn biến như thế nào ha Đầu tiên là anh ta chuyển 3 triệu 6 Ngày 4 tháng 10 thì anh chị thấy là ngày 4 tháng 10 thì diễn biến giá nó ra làm sao ngày 4 tháng 10 thì giá của nó là đúng là khoảng 0,1 đô ha. Ngày 4 tháng 10 là 0,1 đô. Rồi à, ngày 3 tháng 10 thì giá nó là bao nhiêu? Là cũng 0,11 đô ha các anh chị. Như vậy thì 10 triệu cái đồng thuốc cần anh Khoa chuyển đi nó có giá 0,1 đô trên một đồng. Như vậy là 1 triệu đô la chẳng ha các anh chị ha. Đâu đó khoảng 1 triệu đô la. Cái ngày mà anh Johnny Đặng gửi vô tiếp theo là cái ngày 6 tháng 10 Thì anh ta chuyển có một triệu thôi Sau đó thì tới mãi cho tới ngày 16 tháng 10 thì khoảng từ ngày 3 tới ngày 16 là mất khoảng 13 ngày sau anh ta mới chuyển tiếp 6 triệu nữa nha các anh chị Thì trong đó thì có nói là có các cái điều kiện gì đó anh ta mới chuyển tiếp 6 triệu nè Thì như vậy các anh chị nhìn ha là ngày 16 tháng 10 thì giá của nó là bao nhiêu Ngày 16 tháng 10 thì giá nó còn là 0,068 Như vậy là nó giảm đâu đó gần 40% So với lúc anh ấy nhận và anh trả lại thì giá nó đã giảm xuống còn có 0,068 thôi